núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn. Những câu thơ đã lột tả phần nào nỗi gian lao, vất vả của những người lính tiếp lương tải đạn, mở đường, làm hầm trong cuộc trường chinh gian khổ, anh dũng của quân và dân ta, đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Cựu thanh niên xung phong Đỗ Văn Bính ở tổ dân phố Công Bình, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ thuộc đội thanh niên xung phong C251, làm nhiệm vụ phá đá, mở đường, kè gầm, làm cầu qua suối, giữ vững mạch máu giao thông. Với những địa danh lịch sử Bến Đỏ Tạ Khoa, Bến Đỏ Âu Lâu, Dốc Pha Đin, Đèo Lũng Lô, Ngã Ba Cò Nòi, Đường 41, gắn liền với niềm tự hào của lực lượng thanh niên xung phong. Trong cái chiến dịch như thế là chúng tôi tháo phá hàng trăm quả bom và đảm bảo giao thông thông suốt. Ngày đêm chúng tôi không có tính, ban ngày không có giờ, hàng tuần không có thứ. Lúc nào luôn luôn ứng trực ở trên đài quan sát và ở mặt đường. Thì chúng tôi hy sinh mất 7 đồng chí và một số đồng chí bị thương. Bản thân tôi là đội trưởng thì bị thương 4 lần. Dưới mưa bom, bão đạn, cựu thanh niên xung phong Đỗ Văn Bính đã cùng đồng đội trong đơn vị kiên cường làm nhiệm vụ xây dựng nhiều tuyến đường quan trọng. Đồng thời, chỉ huy tháo, phá thành công nhiều loại bom mìn từ máy bay địch đánh xuống, đảm bảo giao thông thông suốt cho dân công hỏa tuyến, bộ đội, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược, phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Bản thân chúng tôi là vào trận với tư thế của những con người cảm tử, cái sống cái chết nó chỉ một tích tắc, với cái tâm thế là gì, nhất thanh cỏ nhì đỏ ngực, nói nhau thế, cho nên vẫn vui vẻ mà vào trận, biết là cái chết kia nhưng mà vẫn cứ sông bạc. Tham gia ngay từ những ngày đầu quân ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Lê Văn Do, thôn Chùa Vàng, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, khi đó thuộc tiểu đoàn 215, trung đoàn 98, sư đoàn 316. Trong đợt 1 của chiến dịch, đơn vị ông Do được giao đánh dự bị và làm nhiệm vụ xây dựng giao thông hào nhằm tạo thuận lợi cho quân ta cơ động di chuyển, giữ bí mật tiếp cận các cứ điểm. Trước đào là nó mới đường hẹp hẹp thôi, chỉ độ 80 phân thôi, nhưng mà sau này mình lại phải đào lại là cao 1,5 m, mà ngang là hơn 1 m thì mới cắm thương binh đi dưới hào được. Thế là bị thương là đi các thương binh toàn đi dưới hào thôi, chứ không phải đi trên mặt bằng. Thế thì làm hào, hầm hào xong bắt đầu mới cứ đêm hàng đêm như này là ở trong núi mình cứ kéo ra cửa, cả dân công bộ đội cứ như đi xem hội, đi đông lắm. Trong đợt tiến công lần thứ hai của chiến dịch, đơn vị của ông Do được lệnh tiến đánh đồi C1. Trước hoàn lực mạnh của địch, việc tiến công của đơn vị gặp nhiều khó khăn, hai bên chiến đấu giằng co ác liệt. Chính trong trận đánh này, chiến sĩ Lê Văn Do đã bị thương nặng ở bắp đùi và cánh tay. Tôi đánh một quả bộc phá mũi rào thì nó vét thẳng này cho quân mình tiến từ cái mũi này sang mũi khác. Trong bước thế này thì nó vào là vào này nó tọt đằng sau thì nó vào phần mềm. Thế nhưng mà được xong vẫn lúc bây giờ trong một thời gian ấy thì đại liên nó bắn liên tục, thế thì mình mới nó sau thứ hai, lần thứ hai là nó vào tay lúc nó gãy lìa súng, nó lủng lẳng này rồi, nó chỉ có xương gãy rồi, còn cái da mới thịt thôi. Cựu chiến binh Doãn Văn Khiết ở thôn Kim Lân, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc là đại đội trưởng đại đội 320, tiểu đoàn 154, trung đoàn 209, đại đoàn 312 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong đợt tiến công lần 3 của chiến dịch, dù bị hỏa lực của địch bắn phá ác liệt, nhưng với sự mưu trí, dũng cảm, ông Khiết đã chỉ huy đơn vị đánh chiếm được cứ điểm 506. Pháo nện nhiều lắm, các thứ của tôi là 506, cứ pháo mỗi một đợt nó đập vào thì là
cuối cùng đất với lại các cái đá đấy mình nằm ở dưới cái khe này đấy. Thì sau đó là cứ phải lôi kéo nhau các cái thứ xem là sau cái đợt đó các anh làm việc gì không các cái thứ. Thế thì mãi đến vào khoảng độ 4 giờ sáng thì xong mới giải quyết được. Với việc tiêu diệt cứ điểm 506, quân ta đã hoàn toàn kiểm soát được tuyến đường 41, tạo điều kiện thuận lợi để tiến thẳng tới bộ chỉ huy của tướng De Castori. Ngay sau thắng lợi quan trọng này, rất nhanh chóng, quân ta đã hoàn toàn làm chủ thế trận ở Điện Biên Phủ. 12 giờ trưa thì như thế tức là tôi đã được lệnh, tức là về để nhận lệnh, tối đánh tiếp. Thế thì sau đó thì là quay ra quan sát thì lại thấy ở phía bên trên ý, tức là coi như là nó cờ trắng và tất cả nó kéo ra hàng, cái nó kéo từ trên xuống hàng nghìn quân như có ý đâu. Cựu chiến binh Đỗ Thế Ân ở thôn Chiến Thắng, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch là đại đội trưởng đại đội thông tin 288, trung đoàn 209, đại đoàn 312 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong ngày 7 tháng 5, ông Ân đã được giao nhiệm vụ đồng hành cùng tổ xung kích đánh chiếm bộ chỉ huy Pháp ở Điện Biên Phủ. Đồng chí Tấn nói với đồng chí Trung đoàn Phó là gọi anh Tạ Quốc Luật lên để nhận lệnh đánh buổi chiều. Thì khi anh Tạ Quốc Luật lên đó là có 5 người để nhận lệnh. Thì trong 5 người là có tổ Tạ Quốc Luật. Thế rồi thì tổ trưởng là Vinh, rồi Thi nhỏ, đấy là ba cậu ở các tổ ba người ấy. Thế còn tôi là phụ trách thông tin, thế là có 5 người nhận lệnh, thì trong đó có tôi. Mà tôi lại là cái người chịu trách nhiệm phụ trách chính cho cái cuộc đánh buổi chiều. Chiều ngày 7 tháng 5, sau những đợt pháo kích dữ dội, cùng những mũi thọc sâu của quân ta đánh phá ác liệt vào các cứ điểm của địch, quân Pháp co cụm, chống trả yếu ớt dần và từng tốp đã ra xin hàng. Ông Đỗ Thế Ân là người trực tiếp truyền những mệnh lệnh của Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312 Lê Trọng Tấn kịp thời đến đồng chí Tạ Quốc Luật cùng tổ xung kích đánh thẳng vào hầm chính của Bộ Chỉ huy Pháp, bắt sống toàn bộ Chỉ huy Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ, trong đó có tướng De Castori. Ngay lúc ấy thì anh Tấn hạ lệnh tôi này, Ân ơi, cậu bảo anh Luật giữ khỏe thằng tướng, không có nó đội mũ đỏ sang đầu thằng khác mất tướng mà chết. Thì tôi lại chuyển ra xuống cho như thế. Thế thì ngay lúc ấy là anh Tạ Quốc Luật khoang cái tay thằng tướng ra, có vẻ là thân mật đi với nhau, như nó nghĩ là thân mật thôi, như chính là mình là giữ tướng. Đã 70 năm trôi qua, nhưng những chiến sĩ Điện Biên năm xưa vẫn giữ vẹn nguyên trong tâm trí ký ức về một thời hoa lửa, đấu tranh anh dũng kiên cường của quân và dân ta. Năm tháng rồi sẽ qua đi, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, thiên hùng ca bất hủ, một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, mãi mãi trường tồn trong tâm trí của các thế hệ người Việt Nam.